nước đang bắt đầu lên rồi đây. Đấy, ngập hòn đá kìa. Đây, mọi người thấy không? Ôi! Mỗi con cá chuối phi mẹ đây rồi. Mỗi con cá chuối rơi vú đây rồi. Đây người ta gọi là cá bống này. Đây là con bống trơn này. Đấy. Gọi là con bống trơn này. Các bạn này ăn rất là ngon. Tôm này. Mình mệt rồi chưa? Tôm. Đây là con cá nheo. Đấy. Nước đang lên mọi người. Chắc là bây giờ bên Trung Quốc người ta mới xả nước. Ngày hôm nay nước cạn quá nhiều, cạn hơn 1 mét nước. Ngâm cái lưới mà lưới trơ hết ra. Nước đang rút đi. Thấy như con cá con. Cây này gãy hết gọng. Để xem nước nó rút như thế này cơ mà. Trưa này nước vẫn còn nhiều, chiều nay nó mới rút. Đây là những cái vết này là cá nó ăn này. Đấy. Cái vết này là cá nó ăn, mọi người hái gọi là pa tiết, gọi là cái cá ăn những cái rêu riết ở đá này, người ta gọi là con pa tiết. Tối này ra sông ra suối mát lắm mọi người. Đợt này trên tôi nó ít mưa, nước ao hồ cái còn cạn hết. Đây là cái dòng sông này nó chảy từ bên Trung Quốc sang ấy chứ, tôi gọi là sông Đầm Na. Ra cửa nước cạn. Đấy, trưa này nước vẫn còn đến đây cơ mà. Cạn thì hơn 1 mét. Đấy. Mà bây giờ thì nước cũng lại đang dâng lên rồi. Có lẽ là bên Trung Quốc này người ta đang xả nước. Đây này. Đây là những cái vết cá nó ăn đấy. Xong rồi toàn váng dầu bình thường. Váng dầu. Đấy, váng dầu ấy. Kiểu máy móc nó làm ấy. Đây này, đây là người ta đang khai thác cát. Đấy, nước nó rút lên cái bãi đằng sau là tương tự với nhiều cá bống ấy, ban ngày buổi trưa là nhìn nó nổi trên mặt nước này. Ừ. Nước nó rút lên là người ta anh tranh thủ người ta xúc cát. Đá. Thôi, giờ chúng ta đi về. Sáng mai tôi ra tôi nhấc lưới rồi tôi sẽ quay cho mọi người xem nhá.
Còn bây giờ đi về. Cạn thật đấy nước.